Bắt đầu kinh doanh từ khi còn đang học đại học, Long, 24 tuổi, đã tiết kiệm cho mình một khoản để tự mua nhà cách đây một năm. Mình mua nhà, mình cũng không xác định là toàn bộ tiền mình sẽ chôn chặt ở đấy. Mình sẽ vẫn có thể thế chấp ngân hàng và tiếp tục sử dụng cái dòng vốn ấy để mình tiếp tục kinh doanh. Nhanh nhạy nắm bắt thị trường, Long hay nhiều bạn trẻ đã sớm tích lũy tài chính đủ để mua nhà. Theo khảo sát của tập đoàn công nghệ bất động sản Property Guru, người trẻ từ 22 đến dưới 39 tuổi có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất năm 2023. Cụ thể, ở nhóm tuổi từ 26 đến 34, nhu cầu tìm mua bất động sản tăng từ mức 39% năm 2021 lên hơn 42% trong năm 2023. Xu hướng này phản ánh khả năng tài chính tốt hơn của thế hệ trẻ hiện nay trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển. Khi mà kinh tế phát triển này thì sẽ tạo điều kiện cho thu nhập của các hộ gia đình gia tăng. Từ đó có những cái điều kiện tài chính để có thể có nhu cầu sở hữu bất động sản sớm hơn, có những cái khoản để có thể đi vay, để có thể trả góp cho những cái việc sở hữu bất động sản. Năm 2023, thị trường bất động sản suy thoái khiến giá trị các giao dịch thấp hơn. Đây được xem là cơ hội vàng cho nhóm khách hàng dưới 35 tuổi mua nhà. Ngoài ra, việc mặt bằng lãi suất cho vay về mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua cũng là động lực thúc đẩy người trẻ nắm bắt thời cơ để sở hữu bất động sản. Đối tượng thông thường là để mua cái nhà ở đầu tiên của mình. Tôi nói ví dụ như là những gia đình trẻ đi mua một cái căn hộ hay mua một cái nhà đất để làm cái nhà ở sau một thời gian tích lũy. Cái khi mà bất động sản suy thoái thì đó là một cơ hội để họ sở hữu nhà ở với một cái giá tốt nhất có thể. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo đến năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt mốc 5.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, lực lượng lao động chính của Việt Nam đang tập trung vào nhóm độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi. Thu nhập từ nhóm người trẻ cũng được dự báo gia tăng nhanh hơn các thế hệ trước. Với những triển vọng tích cực về thị trường lao động và sự tăng trưởng của nền kinh tế, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ còn nhiều cơ hội hơn để gia tăng thu nhập và sở hữu bất động sản.